Chào cô, hôm nay là 20 tháng 11, mỗi đứa bây giờ ở một nơi rồi nên em quyết định làm một cái video gửi những lời chúc 20 tháng 11 đến cô. Chúc cô một ngày 20 tháng 11 vui vẻ, tốt lành, luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và đừng quên tên bọn em và lớp 12A7 đặc biệt này. Hẹn gặp cô vào một ngày sớm nhất. Cô nghe những lời chúc từ các bạn ở những nơi trên Việt Nam. Là những lời chúc của các bạn trong tập thể 12A7, xin mời cô lắng nghe. Nói chuyện với cô mà em nhân ngày nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em chúc cô luôn vui vẻ, thật là thành công và nhiều niềm vui ạ. Cô ơi, em nhớ cô nhiều lắm. I love you cô. Cô ơi, em nhớ cô quá cô ơi. Em yêu cô nhiều. I love you cô. Em yêu tất cả mọi người. Em chào cô, hôm nay 20 tháng 11. Em chúc cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhân ngày 20 tháng 11, em chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, luôn thành đạt trong cuộc sống và trong công việc của mình nhé. Em chào cô, hôm nay 20 tháng 11 tới rồi. Em gửi tới cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Cô hãy giữ sức khỏe thật tốt để dìu dắt nhiều thế hệ học trò hơn nữa. Em hy vọng là sẽ được gặp lại cô trong một ngày không xa. Em là cô, yêu cô rất nhiều. Em chào cô, cậu học trò chúc cô ngày 20 tháng 11 thật vui vẻ, nhiều quà, luôn xinh đẹp, công tác tốt và nhiều thành tích trong giảng dạy. Mấy mộng mơ luôn nhớ về cô. Em chào cô, nhân ngày 20 tháng 11 em xin gửi đến cô lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với các chân trời kiến thức. Em chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Em chào cô. Em chào cô Việt Minh, hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em xin chúc cô luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chúc cô luôn yêu đời, gắn bó với sự nghiệp chồng người của mình. 12A7 mãi luôn yêu cô. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Chúc mừng cô. Thời gian hãy đã vơi lên qua ngày xưa nhé, đến với những bản thân hay
Im lặng để cô phát biểu. Và đây là lần đầu tiên trong quãng đời dạy của cô. Đúng là đây là lần đầu tiên. Và cô cũng là đúng là 54 tuổi. Sang năm là cô dạy, cô gắn bó với cái sự nghiệp trong người một năm nữa. Cho nên trước hết, cô cảm ơn tất cả các em. Chúc các em qua đây, tôi chúc các em một là sức khỏe và cái kỳ thi đạt nhiều cái thành công, cái mỹ mãn. Đó là cái động viên, cái niềm động viên lớn nhất của cái sự nghiệp trong người của cô. Cho nên qua đây cô gửi lời đến thăm gia đình và tạo ra được nhiều cái gì con hiếu nghĩa có đạo lý. Cô mong các em đây là một hành trang để tiếp bước. Khi mà ra đi mỗi đường có mỗi phương thì đây là kỷ niệm lớn nhất, là nhớ đến cô, là nhớ đến các bạn, là nhớ đến lớp A7 của mình. Lần nữa cô xin cảm ơn A7. Để bước sang một bước ngoặt mới gọi là tự lập, tự lo cho bản thân. Nó không còn khi mà đi học đại học thì không được như thời chúng ta đâu, và những cái tình cảm, những cái tình bạn ở thời đại học nó cũng đầy những cái mưu toan và tính toán, không còn được vô tư và trong sáng như thời chúng ta đâu. Và trong đời người thì có lẽ những ai mà trải qua cái thời khắc, cái giai đoạn chúng ta đó là cái đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Cho nên là cố gắng lưu giữ những cái điểm nhấn. Còn đối với cô thì nói chung lớp mình là một lớp đầy bạn nào đầy dễ thương.
học trò cả, cho nên cô rất là mến em. À, và sau này dù con ra trường đi làm hay là dù bất kỳ các chị đâu thì hãy nhớ về cái môi trường, nhớ về những người mà các em đã gắn kết suốt 3 năm. Ok, mình có 5 mà cô. Có ai? Hả?